Xin chào cả nhà đã đến với clip thứ hai của tuần này, ngày 14 tháng 9 ạ. Clip này em lên một số dao bếp hàng đã qua sử dụng nha anh chị. Trong video thì em có mài một cây cái này ạ. Đây là đường mài của bên em ha. Trong video thì em mài một cây, còn trước khi gửi cho anh chị thì em sẽ mài bén và tế kỹ nha. Mài ba bén nha anh chị. Tép không kêu luôn, tép không kêu rột rột luôn. Cây này thì nó có hơi sượng và mài xíu. Khi tép em sẽ tép từ đầu lưỡi tới cuối lưỡi và kiểm tra, nếu chỗ nào không ok là sẽ mài lại. Chỗ này nó hơi sượng xíu nha anh chị. Còn đoạn mũi thì rất bén. Những cây em mài rồi em sẽ mài lại tế kỹ hết. K560. Mã đầu tiên của clip này là K22 200, thương hiệu Dập Chìm. Cây này 3 lớp loại thép carbon ốp phong rỉ, dài lưỡi là 16,5, rộng 4, dài 0,17 cm, thâu kim loại cán gỗ 3 chốt. K23 450, này giống của Zico ha anh chị. Da 3 lớp loại thép carbon ốp phong rỉ ạ. Bản nguyên, dài là 17, rộng 4,7, dày 0,16 cm. Cán gỗ 2 chốt. K24 550, thương hiệu Dập Chìm. Thương hiệu Dập Chìm hai mặt ạ. Dài lưỡi là 17,7, rộng 4,3, dày 0,17 cm. 550 cây này. Cây này cũng của Zico. Cán gỗ ạ. Thép giấy cán thép bạc 3 nha anh chị. Loại thép bạc 3 ốp phong rỉ ạ. Đường lưng nó có hở xíu nhẹ. 550 cây này. K25 400, cây ạ. Một lớp thép phong rỉ. Cây này còn gần như phiên bản tương đối mới anh chị. Chỗ này có vết xíu. Cán gỗ bát ca 400, một lớp thép phong rỉ. Dòng này thép molybdenum và vanadium. K26 307, thép molybdenum vanadium luôn, thương hiệu người ta em mật. Dài lưỡi là 16,6, rộng 4,7, dày 0,2 cm, khâu liền cán gỗ. Cây này khâu liền luôn anh chị, khâu liền cán gỗ 3 chốt. K27 400, da 3 lớp loại thép carbon ốp phong rỉ, thương hiệu Dập Chìm. Dài lưỡi là 16,5, rộng 4,7, dày 0,17 cm. Ốp kim loại cán gỗ. Những cây này cán gỗ rất là đẹp nha anh chị, cầm chắc tay. Những cái thành phần gỗ này hầu như nó cũng ít thấm nước, nó không thấm nước nha. Xài rất là láng mịn. K28 400, thép của nó là CH400, loại thép carbon ốp không rỉ. Dài lưỡi là 18,2, rộng 4,2, dày 0,18 cm. Ốp kim loại cán gỗ. Cán gỗ đẹp ha. K29 390, da 3 lớp loại thép carbon ốp không rỉ, thương hiệu Dập Chìm. Dài lưỡi là 16,6, rộng 4,6, dày 0,18 cm. Ốp kim loại cán gỗ. Cán gỗ đẹp ha, gỗ bát ca. K30 100, dao gọt. K31 270, này dao của Misono Handmade, thép Thụy Điển. Có vài vết bám rỉ, vài vết rỉ. Dài lưỡi là 14,7, rộng 2,6 cm. Cán gỗ. K32 250,
giao ba lớp loại thép carbon. Ớt của nó ít rỉ nha anh chị, có rỉ. Ớt của nó kháng rỉ luôn ạ, thương hiệu dập chìm. Dài lưỡi là 10,6, rộng 3,7 ạ. Khâu cây này bằng nhựa kháng gỗ. K32 33 108, thương hiệu dập chìm. Những cây này là dáng đề 3 lóc 2 mặt, thương hiệu dập chìm ạ. Giao 3 lớp với carbon. Dài lưỡi là 12,2, rộng 4,2, dày 0,4 cm. Ở trên này còn 0,2 cm. Khâu nhựa cán gỗ. Cây này nó bị hư cán chỗ này ha. Này xà vẫn chắc chắn không sao anh chị ha. 108. K34 150. Giao 2 mặt, đề 3 2 mặt luôn. 150, thương hiệu dập chìm 3 lớp. Dài lưỡi là 10,6, rộng 3,5 cm. Khâu nhựa cán gỗ. K35 380, dài là 8, rộng là 1,9 cm. Này của Ý, thương hiệu bắn laser ở đây, Classy. Một lớp thép không rỉ, thương hiệu nó ở đây anh chị ha, Italy. Cán của nó cán gỗ Bacca luôn. Dao gọt bộ hoa quả nhỏ vừa tay. K36 180, thương hiệu bắn laser. Dáng của cái mũi dao thế này ha, khâu liền đúc, nó kiểu dáng châu Âu nha. Tay cầm gỗ chốt liền. 180. Cây này nó dài lưỡi, nó cũng dài lưỡi tầm là 8 cm 9 cm, rộng khoảng 2 cm. K37 200 nghìn, thương hiệu dập chìm. Cây này bị nứt thép giấy xanh. Dao cây này 3 lớp, dao thủ công, dáng dao đẹp full bản. Bị nứt chỗ này anh chị ha, bị nứt chỗ này anh chị, đa phần là thái từ đoạn này trở lên không anh chị, cho nên mình nứt thì mình thái bình thường không có sao hết nha anh chị, cái khi nào mình tắt mới sợ thôi. Dài lưỡi là 17,2, rộng 5,4, dày 0,2 cm. Dày 0,2, ở trên này cũng 0,2 nè, ở dưới này tầm 0,4. Lưỡi dao thủ công. Những cây này đa số cái cán nó kiểu như thế này nè anh chị, thì nó bị để lâu ngày nó bị mục cái chỗ này, mục cái cán nó gãy luôn. Và còn cái đai xíu ha, này anh chị tra cán đổ keo cũng được, còn không thì mình hàn thêm một que xuống này để mình tra xuống cái cán cho chắc ha. K38, cây này nó cũng gãy cái đoạn đó nè. 120, thương hiệu dập chìm. Dài lưỡi là 16,5, rộng 5,2, dày 0,16 cm. K39 200, thương hiệu dập chìm. Dao 2 lớp thép carbon. Dài lưỡi là 16, rộng 4,5, dày 0,65 cm. K40 140, thương hiệu dập chìm. Dao 3 lớp thép carbon. Dài lưỡi là 16,5, rộng 4,9, dày 0,3. Ở trên này còn 0,15 cm ạ. Thép carbon. 140. K41 200, thương hiệu dập chìm. Da một lớp thép không rỉ. Vân búa ha, vân búa này kiểu công nghiệp nha anh chị. Có nhiều kiểu vân búa mà vân búa thủ công nó đẹp hơn, cái này vân búa công nghiệp. 200. Dài lưỡi là 17, rộng 5,2, dày 0,2 cm. Lưỡi dao cũng khá phương bản. Này tra cán vô là xài. K42 150, thương hiệu dập chìm. Những cái lưỡi 50 cm thì em cũng sẽ mài cho anh chị ha, mài bén cho anh chị. Những cây này là kiểu hòn rèn Honyaki, nó bén khoảng 1 cm. Ủa khoan, cái này này da thủ công 3 lớp. Da 3 lớp anh chị. Thép carbon có rổ nhẹ ha. Lưỡi là dài 16,5, rộng 5,1, dày 0,24 cm. Ở trên còn 0,2 cm ạ. K43 500, thương hiệu khắc laser, khắc thủ công.
thương hiệu nó đây anh chị, dao Yanagiba siêu dài, tra cán vô là nó đỉnh luôn anh chị, hai lớp thép carbon 500, lưỡi nó dài là 31,8, cây này nó bị nứt ngang chỗ này nè anh chị. Anh chị xài, nếu mà xài bình thường thì không sao ha, xài nạy kéo gì là khó, là dễ gãy, còn không là nó nứt ngang đây thì mình cũng có thể hạ cái mũi, hạ mũi xuống mình xài ha. Này nứt ngang đây, thương hiệu dập chìm, dày 0,45 cm, rộng 3,6 cm ạ. K41 900, cây này thép giấy xanh này, nếu anh chị tra cán phải chấm hàng thêm xíu nữa cho chắc ha, thương hiệu khắc thủ công ạ. Đẹp gì Yanagiba thép giấy xanh, để em xem cái chữ, không có chữ thép giấy xanh nha anh chị, cái này mài lên là thép giấy xanh. Cái này quên to nữa. Lưỡi này dài là 29 cm anh chị. Lưỡi dài 29 cm. Rộng nó là 3,2 cm. Nó dài tầm 4 ly, 3 ly. Tầm dài tầm 3 ly nha anh chị. K45 450. Thương hiệu dập chìm. Dài lưỡi là 19,7, rộng 3,1, dày 0,38 cm. Khâu của nó là bằng sừng cán gỗ. K46 280 Usuba, thương hiệu dập chìm. 260, dập chìm hai mặt ha anh chị. Dài lưỡi là 17,6, rộng 4, dài 0,41 cm. K47 800, thương hiệu dập chìm, cây này của Đức ạ. Thương hiệu đây nha anh chị, 800. Thép carbon một lớp nguyên khối. Dài lưỡi là 23,5, rộng 4,7, dài 0,32 cm. Câu liền cán gỗ, nó có hơi hở nhẹ ha, cán đều rất là chắc chắn. Dao dao này xài là bao xài luôn nha anh chị, xài rất là sướng. Thép carbon thì nó có rỉ nhưng mà nó giữ bén tốt. Thương hiệu này dập chìm luôn, hàng của Đức ít khi dập chìm lắm anh chị. Mất insomini, phần khâu chắc chắn ha, khâu liền cán. K48 370, thương hiệu dập chìm. Dài lưỡi là 16,5, rộng 4,6, dài 0,3. Ở trên này còn 0,2. Khâu nhựa cán gỗ ạ. K49 370, dao một lớp thép không rỉ. Cái này cũng của Đức nè, bắn laser Soligan nè anh chị. Dài lưỡi là 16,4, rộng 4,5, dài 0,18 cm. Khâu kim loại cán gỗ của Bách Ca, ba chốt. K50 200, cái vết này là do cái dao nó cong nha anh chị, bên em phải đóng gõ lại xíu. Dao ba lớp loại thép carbon ớt không rỉ, những cái dòng mà gõ mà không sao nè anh chị, ba lớp thép carbon gõ thì nó khi nó cong mình gõ được nha. Dòng thép trắng, dòng thép trắng nha, không thép thép mà không rỉ thì khi gõ nó sẽ gãy, nên là nó không có sự đàn hồi, nó không có, nó cong là gõ là gãy, thép không ok là gõ là gãy. Dài lưỡi là 16,7, rộng 4,3, dài 0,14 cm, cán gỗ. K51 500, dao ba lớp thép không rỉ nha anh chị, khắc thủ công nè. Cây dao rất là đẹp. Dài lưỡi là 16, rộng 4,7, dày 0,21 cm. Khâu nhựa cán gỗ 500.
SK52600. Cây này thép chế xanh, này của Kia. Da 3 lớp thép chế xanh. Cây này mài lên thép chế xanh ha. À, có chữ thép chế xanh luôn nè. Dài lưỡi là 16, rộng 5,1, dày 0,34 cm. Cây này em bán cán lưỡi nha anh chị. Cán nó có khâu sừng nè. Cán nó bị hỏng nè. Cán bị mục. 600 cây này ạ. K53 700. Dài ba bự, có thể chặt gà vịt ạ. Khắc thủ công. Dài lưỡi là 18, rộng 5,5, dài 0,91. Hàng có hơi rổ xíu anh chị ha. Hơi lắm tắm rổ xíu. 91. Khâu sừng cán gỗ. K54 600. Thương hiệu khắc thủ công ạ. Da 3 lớp loại thép chế xanh. Cây này mài lên thép chế xanh hoặc không có dập chữ thép chế xanh. Dài lưỡi là 15,3, rộng 4,4, dày 0,25 cm. Khâu nhựa cán gỗ ạ. Cây dáng rất là đẹp nha anh chị. Nó kiểu hai mặt. K55 500. Thép chế xanh luôn anh chị. Thép chế xanh. Có chữ thép chế xanh ở đây luôn. Da 3 lớp loại thép chế xanh. Ốp của nó cũng có rỉ nha anh chị. Thép carbon á. Dài lưỡi là 16, rộng 4, dày 0,3 cm. Ở trên này còn 0,2 cm. Khâu nhựa, cán gỗ. Cán gỗ của nó gỗ cũng bình thường thôi. Gỗ, cán gỗ hơi dởm. Anh chị về thích để vậy xài cũng được. Còn không mà mình thay cán cho đẹp hơn ha. 500 cây này. K56 500. Này của thương hiệu Kane Fusa. Một lớp thép không rỉ. Cây này em có test trong video. Có test trong video ha. Rất là bén. Dài lưỡi là 18, rộng 4,7, dày 0,22 cm. Câu liền cán gỗ Puntan 3 chốt. K57 600. Thương hiệu khắc thủ công. Da 3 lớp loại thép carbon ốp không rỉ. À, loại thép này là thép thép V10 anh chị. Spencer V10. Loại thép nó cũng không có rỉ ạ. Đường vân của nó nè. 600 khắc laser này giống như của hãng Kikuchi. Dài lưỡi là 16,7, rộng 4,2, dày 0,15 cm. Mỏng, thái mỏng ok lắm. Cán gỗ 3 chốt, dao đẹp nha anh chị. K58 850. Này của Đức Gemini, hai hình người. 850 một lớp thép không rỉ. Dài lưỡi là 20, rộng 4,6, dày 0,39 cm. Khâu liền cán nhựa. Cán chỗ này nó có vết xíu nè anh chị. Hàng châu Âu là người ta xài cán nhựa không nha. Khâu liền rất là chắc chắn. Một lớp thép không rỉ. Cây dao xài rất là xứng đáng nha. Dày tới 0,39. Xuống đây là nó vuốt mỏng rồi nha. Nó vuốt đều từ trên xuống. Nó vuốt mỏng rồi. 850. K59 370. Da 3 lớp loại thép carbon ốp không rỉ. Thương hiệu khắc thủ công Nakiri. Dài lưỡi là 16,2, rộng 4,4, dài 0,24 cm. Thương hiệu nó khắc, nó dập chìm hai bên. Da mới đẹp, cán đẹp luôn anh chị. À, cán này hình như nó có hở một xíu nè anh chị. Em đã xử lý đổ keo ha, nên mà cán rất là đẹp. K60 700. Loại thép chế xanh ốp không rỉ ạ. Này của Hirotomo. Dài lưỡi là 16, rộng 4, dày 0,18 cm. Cán gỗ 3 chốt. Cán nó có hở một, nó có nứt chỗ này, em xử lý đổ keo ha.
Thử cái độ keo nó còn hơi hở nhẹ xíu. 700 K 61 ạ. 680. Này của hãng Takayuki. Hãng Takayuki, anh chị xem trong video không thấy. Không biết có thấy không đây. Takayuki nha anh chị. Cái hãng này người ta in mực cho nên nó còn khá là mờ. Phải nhìn kỹ mới thấy nha. Đây. Vệ sinh nó mất hết á. Chỗ này nó có cái hình biểu tượng của Takayuki nữa nè. 680 cây này một lớp thép không rỉ, bén, dao dày dặn chắc chắn ha. Dài lưỡi là 18, rộng 5,2, dày 0,18 xanh, cán gỗ. K62 100. Cái này em sale, đoạn này là mài không bén nha anh chị. Đoạn này mài không bén, nó bị mất lớp thép. Còn đoạn dưới này, nói chung anh chị về sạc, nói chung là không bén như dao nhật thôi. Mài lên xài vẫn bình thường, xài vẫn ok đó, nhưng mà không bén bằng dao nhật. Cây này thép mỏng, thương hiệu Dập Chìm. Dài lưỡi là 16,2, rộng 5,1, dày 0,27, ở trên này còn 0,1. Khâu nó kim loại, cán gỗ. Sau đây em xin kết thúc video ạ. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.